Xin chào quý vị khán giả đến với tin tức 24h TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn có trong ngày. Cho bản tin mới nhất về dịch Covid-19 hôm nay, mời quý vị đến với tin tức nóng sau đây. Thêm 19 ca mắc Covid-19 từ cộng đồng ở các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai và Quảng Nam với lịch trình phức tạp. Tin vui, vaccine COVID-19 của Việt Nam sắp thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Tin vui, 100% sinh viên, giáo viên, nhân viên trường Đại học FPT âm tính với SARS-CoV-2. Phát hiện một nam sinh trốn khỏi khu cách ly ở ổ dịch Quảng Ninh về Hà Tĩnh để ăn Tết. Bức xúc khi bệnh nhân 1694 ở Nam Từ Liêm, Hà Nội có lời khai quanh co, làm chậm quá trình điều tra. Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy 69 người liên quan ca Covid-19 ở Hà Nội, Gia Lai. Hà Nội đề xuất dừng hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 5 tháng 2. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nóng, thêm 19 ca mắc COVID-19 từ cộng đồng ở các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai và Quảng Nam với lịch trình phức tạp. Đêm ngày 3 tháng 2, Bộ Y tế thông tin nước ta có 20 ca mắc mới COVID-19, gồm 19 ca ngoài cộng đồng, 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Quảng Nam. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 3 tháng 2, nước ta có 20 ca mắc mới COVID-19, từ bệnh nhân 1892 đến bệnh nhân 1911, trong đó có 19 ca cộng đồng tại Hải Dương 14, Quảng Ninh 4, Gia Lai 1, 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Quảng Nam. Cụ thể như sau: Tỉnh Hải Dương ghi nhận 14 bệnh nhân từ 1897 đến 1901, từ 1903 đến 1911. 9 ca này là công nhân tại thành phố Chí Linh, Hải Dương đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. 5 ca liên quan đến ổ dịch phường Lê Lợi, tỉnh Hải Dương. Quảng Ninh ghi nhận 4 bệnh nhân 1892 đến 1895. Đây là 4 F1 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tỉnh Gia Lai ghi nhận một bệnh nhân 1896, 1F1 liên quan ổ dịch huyện Iapa, tỉnh Gia Lai. Quảng Nam ghi nhận một bệnh nhân nhập cảnh. Bệnh nhân 1902 là Nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 1 tháng 2, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VZ-5925 được cách ly ngay tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 2 tháng 2, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Như vậy là tính đến 18 giờ ngày 3 tháng 2, Việt Nam có tổng cộng 1022 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ 27 tháng 1 đến nay là 329 ca. Tổng số người tiếp xúc gần nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly hơn 48.800 ca. Số ca tử vong 35 ca, số ca điều trị khỏi hơn 1.400 ca. Tiếp theo là tin vui thưa quý vị, vaccine COVID-19 của Việt Nam sắp thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Mới đây, Học viện Quân y Hà Nội tiêm mũi 2 liều 50 mg của vaccine Nanocovax cho 5 tình nguyện viên. Hai người còn lại trong nhóm 1B sẽ lùi lịch tiêm đến ngày 8 tháng 2 do có việc bận đột xuất. Cũng trong ngày 8 tháng 2, 20 tình nguyện viên cuối cùng của nhóm 1C tiêm đồng mũi 2 của vaccine này liều 700 mg. Như vậy, Việt Nam tiêm xong 98 trên 120 mũi thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn 1 của vaccine Nanocovax chiếm 82%. Học viện quân y đang tổng hợp báo cáo đánh giá, kết quả bước đầu cho thấy loại vaccine này sinh miễn dịch rất tốt. Theo kế hoạch, ngay sau Tết, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 trên 560 tình nguyện viên diễn ra, những người này được duy trì nhóm 2 liều vaccine. Nanocovax là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam được đưa vào thử nghiệm lâm sàng. Vaccine sử dụng công nghệ protein tái tổ hợp lấy trình tự một đoạn S-protein gai trên nCoV, tích hợp nó vào một dòng tế bào động vật đang nuôi cấy để tạo ra protein của virus, rồi pha chế với các tá dược khác nhằm tạo ra vaccine. Từ 17 tháng 12 năm 2020, Học viện Quân y bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine này trên những tình nguyện viên đầu tiên. Sau khi kết thúc giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng, Bộ Y tế tiến hành nghiệm thu, đánh giá rồi cho phép thử nghiệm giai đoạn 2. Trong giai đoạn 1, nhóm nghiên cứu tiêm thử nghiệm trên 60 tình nguyện viên chia làm 3 nhóm, 1A, 1B, 1C, mỗi nhóm 20 người để đánh giá độ an toàn. Họ được tiêm lần lượt liều vaccine 25, 50 và 75 mg Đến nay, 38 tình nguyện viên của nhóm 1A, 1B đã được tiêm đủ 2 mũi. Cũng trong tháng 2, Covivac, vaccine nội địa khác của Việt Nam do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế Nha Trang, IVIC sản xuất, cũng chính thức bước vào thử nghiệm giai đoạn 1 trên các tình nguyện viên 18-75 đến tuổi. Song song đó, Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành cho vaccine COVID-19 của AstraZeneca của Anh trong trường hợp phòng chống dịch khẩn cấp. Dự kiến ngay trong quý 1 năm nay, những liều vaccine đầu tiên của AstraZeneca về Việt Nam để tiêm cho người dân. Chuyển sang tin vui tiếp theo, 100% sinh viên, giáo viên, nhân viên trường đại học FPT âm tính với SARS-CoV-2. Thưa quý vị, sau khi ghi nhận một nam sinh viên nhiễm COVID-19, Đại học FPT cơ sở Hòa Lạc đã phong tỏa tạm thời, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ sinh viên, giáo viên, nhân viên. Đến nay, tất cả có kết quả xét nghiệm âm tính. Trao đổi với phóng viên, đại diện truyền thông của Đại học FPT tối ngày 3 tháng 2 cho biết, theo thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 số 482 BVDKXP, KHTH của Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, 100% sinh viên, giảng viên, nhân viên đang thực hiện cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại campus Hòa Lạc của Trường Đại học FPT Hà Nội có kết quả xét nghiệm âm tính. Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Thạch Thất yêu cầu Trường Đại học FPT thông báo kết quả xét nghiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên của nhà trường. Đồng thời yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên của nhà trường trên đường di chuyển về địa phương nơi cư trú thực hiện nghiêm các nội dung phòng chống dịch theo hướng dẫn 5K của ngành y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang trên đường trong suốt thời gian trên đường, giữ khoảng cách an toàn với mọi người xung quanh. Ngoài ra thực hiện khai báo y tế sau khi về nơi cư trú, thông báo cho cơ sở y tế địa phương khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Các sinh viên sẽ được nhà trường tổ chức xe đưa về địa phương nơi cư trú, tránh việc các em đi phương tiện công cộng như xe khách, giúp đảm bảo an toàn, giãn cách, phòng dịch cho các em và cộng đồng trong những ngày cuối năm này. Vị đại diện thông tin. Phát hiện một nam sinh trốn khỏi khu cách ly ở ổ dịch Quảng Ninh về Hà Tĩnh để ăn Tết. Thưa quý vị, mới đây, ông Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng vừa đưa anh LKS, sinh năm 1986, chú xã Phú Gia, huyện Hương Khê, là người bỏ trốn khỏi khu cách ly tại Quảng Ninh về địa điểm cách ly tập trung của địa phương. Theo đó, ngày hôm qua, ngày 2 tháng 2, công ty 790 thuộc công ty Đông Bắc Cẩm Phả, Quảng Ninh có báo cáo gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan chức năng huyện Hương Khê về trường hợp anh Lê Khắc S là học sinh thực tập nghề thuộc đơn vị quản lý bỏ trốn khỏi đơn vị về địa phương. S là trường hợp phải thực hiện cách ly y tế tại chỗ bởi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Trong công ty đã xác định có trường hợp F1 và một số trường hợp F2, F4. Tuy nhiên đối tượng này không thực làm việc ăn ở sinh hoạt tập trung tại cơ quan, đơn vị mà bắt xe bỏ về quê tại Hà Tĩnh. Sau khi về đến Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đưa anh S đến địa điểm cách ly tập trung của huyện tại trường mầm non Ban Mai, xã Hương Long, huyện Hương Khê để cách ly phòng dịch COVID-19, đồng thời yêu cầu chính quyền xã xử phạt hành chính đối với anh S. Theo chủ tịch huyện Hương Khê, trên địa bàn có khoảng 15 người đi từ vùng dịch trở về đã được kiểm tra dịch tễ, đưa đến khu cách ly tập trung theo quy định. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ngày 3 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng chống dịch. Cầu văn ghi rõ, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu sớm để phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thống nhất chủ trương cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 4 tháng 2 năm 2021 đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hướng dẫn cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chuyển sang tin tức tiếp theo, bức xúc khi bệnh nhân 1694 ở Nam Từ Liêm Hà Nội có lời khai quanh co làm chậm quá trình điều tra. Mới đây báo cáo tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, đại diện Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm cho biết, đến nay qua điều tra truy vết xác định 666 trường hợp đi từ Hải Dương, Quảng Ninh về, sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả 4 trường hợp dương tính. Đến ngày 3 tháng 2, quận có 10 ca F0, 132 trường hợp F1, 1046 trường hợp F2, riêng các trường hợp liên quan trường tiểu học Xuân Phương, 1170 trường hợp đang cách ly được xét nghiệm đã cho kết quả âm tính, vị này nêu theo vị cán bộ này, toàn bộ công tác phòng chống dịch bệnh được truy vết nhanh với phương châm có thể bắt nhầm nhưng không bỏ sót. Đặc biệt trong phần báo cáo của mình, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm cho biết, trường hợp bệnh nhân NQM, bệnh nhân 1694 có lịch sử di chuyển phức tạp, lời khai quanh co gây khó khăn cho ngành y tế. Đối với các trường hợp này, chúng tôi đề nghị các phường khi lấy lời khai có công an đi cùng, đại diện Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm nói. Chuyển sang tin tiếp theo, thành phố Hồ Chí Minh tìm thấy 69 người liên quan ca COVID-19 ở Hà Nội, Gia Lai. Theo cập nhật của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh SCDC, đến 18 giờ ngày 3 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận trường hợp nhiễm mới liên quan bệnh nhân 1883, nam công chứng viên mắc COVID-19 ở Hà Nội. Thành phố đã truy vết những nơi bệnh nhân này đến. 37 trường hợp được truy vết bao gồm 27 người tiếp xúc tại thành phố, 10 người tiếp xúc bệnh nhân trên chuyến bay VN7245, 26 trường hợp được ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả. Liên quan trường hợp tiếp xúc gần F1 với bệnh nhân được phát hiện tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, SCDC cho biết người này đến thành phố Hồ Chí Minh và đã trở về Gia Lai. ngành y tế truy vết 32 trường hợp tiếp xúc với trường hợp này là F2, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và đang đợi kết quả. Theo thông tin từ tỉnh Gia Lai, trường hợp F1 này âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Liên quan hai bệnh nhân mắc COVID-19 trú tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, SCDC đã lấy mẫu xét nghiệm 101 người đi cùng chuyến bay VZ-275. Kết quả cho thấy 93 người có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, số còn lại đang chờ kết quả. Bình Dương hiện là ổ dịch lớn gần thành phố Hồ Chí Minh, các trường hợp mắc mới tại tỉnh này đa số từng di chuyển qua thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mới di chuyển về địa phương. Còn với bệnh nhân 1660, nam 28 tuổi, quê Nam Sách, Hải Dương, thành phố tìm thấy tổng cộng 162 người liên quan, 155 người có xét nghiệm âm tính. Bên cạnh truy vết người tiếp xúc gần ca dương tính, SCDC song song theo dõi lấy mẫu xét nghiệm người về từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh, các địa điểm do Bộ Y tế công bố. Tổng số SCDC đã tiếp nhận khai báo là 794 trường hợp, trong đó 683 trường hợp âm tính, 88 đang chờ kết quả. SCDC đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến bay VN213, VG275, VN7245, QH242, người từ Quảng Ninh, Hải Dương từng đi qua các địa điểm do Bộ Y tế công bố tiếp xúc chủ động liên hệ cơ quan y tế địa phương nơi cư trú để được cách ly lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Chuyển sang tin tiếp theo, Hà Nội đề xuất dừng hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 5 tháng 2. Chiều ngày 3 tháng 2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống COVID-19 thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, địa phương tổ chức đoàn xe tuyên truyền ở phố đi bộ, chợ hoa để nâng mức cảnh giác cao độ cho người dân trong công tác phòng dịch, in nấn các tờ rơi, pano để tuyên truyền cho người dân liên quan đến xử phạt người dân không đeo khẩu trang. Với mức xử phạt này, mức gian đe đã cao hơn. Từ chiều qua đến nay, xử phạt 29 trường hợp với 53 triệu đồng. Quận Hoàn Kiếm cho biết, chiều nay, quận nhận được thông tin từ CDC Hà Nội có một trường hợp tiếp viên hàng không liên quan đến chuyến bay QH242 ngày 29 tháng 1 từ Hà Nội, Sài Gòn có liên quan đến bệnh nhân 1883. Trung tâm Y tế quận đã lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra dịch tễ với trường hợp có liên quan. Quận đã điều tra 4 trường hợp F2 có liên quan đến tiếp viên hàng không, đã giao cho phường tiếp tục giả soát. Theo ông Phong, thì đối với hoạt động phố đi bộ, hàng năm khi đến tuần cuối cùng, sát Tết Nguyên đán thì dừng hoạt động của phố đi bộ. Tuy nhiên năm nay do tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, quận Hoàn Kiếm đề xuất thành phố chính thức cho dừng hoạt động phố đi bộ từ tuần này, tức là từ ngày 5 tháng 2, phố đi bộ sẽ được hoạt động trở lại cho đến khi có thông báo chính thức của thành phố. Quận Hoàn Kiếm cũng đề nghị nếu vào đêm giao thừa bán pháo hoa ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, đơn vị đề xuất cho tổ chức khoanh vùng cấm toàn bộ không gian để kiểm soát tốt nhất. Quận Hoàn Kiếm đề xuất sớm có thông tin, ý kiến chỉ đạo để địa phương chủ động cho việc phòng dịch. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24h TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những tin tức kế tiếp của tin tức 24h TV. Xin chào và hẹn gặp lại.